Nằm trong danh sách 200 thành phố có hệ sinh thái khởi nghiệp sôi động nhất thế giới, thành phố Hồ Chí Minh còn nhiều dư địa để khai phóng nguồn lực, trong đó tận dụng cả nội lực và ngoại lực để thúc đẩy đổi mới, mở rộng thị trường hay còn gọi là đổi mới sáng tạo mở, đang trở thành xu hướng mới. Mô hình phổ biến là chính quyền địa phương hoặc các tập đoàn lớn, tổ chức quốc tế đặt ra các thách thức, thu hút những giải pháp đổi mới sáng tạo từ cộng đồng. Thiết bị drone hỗ trợ tưới tiêu điều khiển từ xa là sản phẩm chủ lực của doanh nghiệp này. Không chỉ dừng lại ở việc bán sản phẩm cho bà con nông dân, mục tiêu của doanh nghiệp là góp phần giải quyết bài toán được mùa mất giá lâu nay của ngành nông nghiệp bằng cách hình thành một hệ sinh thái từ hợp tác cung ứng vật tư đầu vào đến thu mua nông sản đầu ra thông qua ứng dụng công nghệ. Bà con mình khi mà cài app muốn đi phun thuốc thì cứ lên đặt lịch thôi. Thì bên mình sẽ có cái bạn phi công phụ trách đó, chở cái máy xuống dưới và đi phun. Mà trong quá trình phun thì cái bạn phi công đó, bạn sẽ cập nhật trên cái phần mềm luôn. Và mình ước lượng được tổng cái giá trị nông sản ở khu đó được bao nhiêu và thị trường ở đâu để mà đẩy đi. Xu hướng là vậy, nhưng do tính cạnh tranh từ thị trường, các tập đoàn lớn hiện vẫn chưa thực sự mở để hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở. Cần phải có nhiều hơn nữa doanh nghiệp chấp nhận thử nghiệm sản phẩm của các start-up, cũng như chia sẻ một phần miếng bánh của mình để cùng phát triển những ý tưởng sáng tạo hướng tới tương lai. Đây là thông điệp được đưa ra tại Open Innovation Day Tech Traverse 2023, sự kiện về đổi mới sáng tạo mở đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam. Thưa quý vị, theo báo cáo của IBM, 84% các nhà quản lý cấp cao của doanh nghiệp cho rằng đổi mới sáng tạo mở đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển trong tương lai. Đối với các doanh nghiệp Việt Nam, đổi mới sáng tạo mở có thể hiểu nôm na là sự liên kết. Chỉ khi tạo được sự liên kết bền vững thì tiềm năng phát triển chắc chắn sẽ được phát huy tối đa. Các cơ quan cũng nên chú trọng đến các việc kết nối đầy đủ các nguồn lực để mà hỗ trợ được cái hệ sinh thái. Nhưng chúng ta không chỉ đối với các startup, chúng ta cũng phải kết nối cả về các chuyên gia, các cơ quan lớn ở trong ngành, ví dụ như tập đoàn lớn, để họ có thể đưa ra những cái bài toán đúng để các startup họ có đủ cái ý tưởng, có đủ cái định hướng để mà họ đi theo, họ phát triển. Chúng tôi sẽ tiến tới là hình thành những cái không gian kết nối để cho phép các doanh nghiệp, các tổ chức có thể thuận lợi trong gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ và thí điểm triển khai các giải pháp. Tôi nói ví dụ điện tử vi mạch, chúng tôi đang hình thành trung tâm về đào tạo, về ươm tạo trong lĩnh vực này tại khu nghệ cao. Và nơi đây sẽ là nơi hội tụ của các cái nguồn lực. Chúng tôi kết hợp với các tổ chức quốc tế, với những nước đã triển khai thành công cái hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở để triển khai ở tại Việt Nam. Thành phố Hồ Chí Minh vừa rồi có nghị quyết 98. Tôi cho rằng đây là một cái điều kiện rất thuận lợi để các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo của thành phố Hồ Chí Minh đề xuất những sáng kiến, trong đó có cách làm về đổi mới sáng tạo mở. Dù có thể không bằng thế giới ở cơ sở hạ tầng, công nghệ hay nguồn vốn đầu tư lớn từ chính phủ, nhưng nước ta lại được thừa nhận ở lợi thế về con người. Nếu cộng đồng start-up được những cánh chim đầu đàn tạo điều kiện thuận lợi, chắc chắn sẽ giúp cho thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung vươn lên thứ bậc cao hơn trên bản đồ khởi nghiệp thế giới.